told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Phước Sửu và Thùy Vi sẽ đến với quý anh chị và các bạn trong một cái dự án rất là đẹp ở một cái khu mà gọi là rất là nhiều dự án sang không? Chính xác, dự kiến sau này những dự án này thành lập thì sau đây là một cái những cái dự án một cái thành phố rất là đẹp của Long An phong trì, coi như là một cái đại đô thị luôn á Sửu. Gần cả 400-500 hecta tất cả cái dự án ở đây phong trì, và những cái dự án ở đây là hình thành là nhà xây nhà gọi là hình thành trong tương lai, và nó có thêm một cái mẫu nhà rất là đẹp phong trì. Đúng rồi, dự án mà Phước Sửu và chị Thùy Vi đang nói đến là dự án Elite Life của công ty cổ phần dịch vụ Tân Thái Thịnh làm chủ đầu tư. Thì hiện tại bây giờ Phước Sửu và Thùy Vi đang đứng trước một cái nhà điều hành. Đây. Thì mình, quý anh chị và các bạn có thể nhìn thấy là một cái không khí cực kỳ là sôi động trong cái việc là thi công tại hiện trường luôn. Với giai đoạn 1 của dự án là đã ép cọc lên rồi phong chị Vi, và gần như là hoàn thành xong phần móng rồi, và sắp tới là sẽ lên tầng và có thể bàn giao nhà cho quý khách hàng sớm không? Thì đối với dự án ở đây thì diện tích và cách xây dựng như thế nào thì chị Vy có nắm rõ hay không chị Thùy Vy? Hiện tại bây giờ là mình ở đây á, là với quy mô của mình là khoảng 5,3 hecta, và trong đó có 310 căn nhà phố liên kế với diện tích là 516. Thì bây giờ 516 80 mét vuông không chị? Đúng rồi. Xây dựng là một trệt hai lầu và một tầng áp mái. Với hoàn cái cách hoàn thiện mặt ngoài và bên trong thô. Với một cái cách xây dựng rất là đẹp, tất cả mẫu căn ở đây thì xây dựng là giống nhau hết phong chị Thùy Vy? Đúng rồi. Mình sẽ có một cái khu đô thị cực kỳ là đồng bộ luôn á, nhìn nó sẽ rất là chuẩn chỉnh á, đúng không? Khi khách hàng mà sở hữu đô thị này thì có những cái tiện ích rất là nổi bật, giống như là một cái công viên bốn mùa chị Thùy Vy, bốn mùa với bốn màu sắc khác nhau rất là đẹp. Và một cái điều đặc biệt ở đây là có một cái gọi là có một cái khu là thả diều. Đúng rồi. Một cái những cái gì gọi là check-in mới lạ dành cho giới trẻ và dành cho những cư dân nhí ở đây luôn. Có công viên, có một cái bờ sông rất là thoáng, rất là đẹp, và có một cái công viên dọc theo bờ sông, và có những gọi những cái sân tập thể dục, sân chơi. Đặc biệt là mình đã ở kế bên những cái khu đô thị đã hình thành rồi xuống ha. Đúng rồi. Ví dụ như là TNT nè, Millennium. Rồi. Yeah. Rồi một cái khu nữa là cái khu Sài Gòn Village nè, quý anh chị và các bạn ha. Đúng rồi. Bây giờ chị Thùy Vy có thể nói về cái việc kết nối của từ dự án này đến những dự án khác thì như thế nào, chị Thùy Vy có thể là nói rõ cho cả nhà biết đến được hay không? Với từ vị trí này thì mình kết nối lên đến quận 7 tầm khoảng 5-7 phút không chị Thùy Vy? Đúng rồi, mình đi theo cái con đường Long Hậu mà lát nữa đây thì Phước Sửu với Thùy Vy sẽ cho các quý vị anh chị các bạn coi được cái việc nhộn nhịp ở cái việc thi công cái cầu ở phía bên ngoài. Chỉ mất khoảng 3-4 phút là mình kết nối đến đường cao tốc Bến Lức Long Thành. Mình có thể di chuyển về miền Trung, miền Tây, và mình đi Cần Giờ và đi sân bay Long Thành tầm khoảng hơn 40 phút. Rất là dễ dàng phong chị. Và một cái điều đặc biệt đối với dự án này thì nó kết nối rất là nhiều cụm cảng và khu công nghiệp tại đây luôn. Có mà rất là nhiều khu công nghiệp, chị Vy có thể điểm qua một vài khu công nghiệp tại và gần dự án này được hay không? Này, khu ở gần dự án của mình á, là cái con đường mình đi vô là mình sẽ gặp khu công nghiệp Long Hậu, khu công nghiệp Hiệp Phước. Đúng rồi. Và một cái cụm cảng Long An đến hơn 1.000 hecta đó chị. Đúng rồi. Một cái cảng nước sâu của Long An là tất cả những cái tàu thuyền coi như là về đây hết. Và theo như nhiều nhà đầu tư nhận định đó là đối với cái dự án này á, dự kiến sau này nó những cái dự án này hình thành và sau này trở thành một cái thành phố Nam Sài Gòn phải không chị? Chị có suy nghĩ như thế nào về một cái gì thành phố Nam Sài Gòn trong thời gian sắp tới, bởi vì là nó có những cái đặc trưng như thế nào về cái khu Nam Sài Gòn như thế này chị ạ? Cái khu Nam Sài Gòn của mình là một cái khu là thiên về cảng. Chính xác chị. Với cái quy hoạch mà của hạ tầng á, hạ tầng
không gian á, tức là nhà nước mình sẽ tập trung và những cái khu đô thị hướng về Biển Đông. Thì với cái chuyện như vậy á, thì là mình sẽ phát triển những cái khu này nó rất là đẹp ha. Ngoài ra thì nó sẽ là có được những cái gọi là phân khúc được cái khách hàng ở đây. Đúng rồi không? Chị chính xác. Nên nó là trở thành một cái khu thành phố gọi là Nam Sài Gòn với cái mực độ mặt nước và là sông ngoài rất là nhiều. Trở nên một cảnh quan rất là đẹp. Và có một cái điều đặc biệt ở đây thì mình có thể phát triển những cái hệ thống du lịch, giao lưu và tàu thuyền quốc tế, phải không chị? Một cái dự án quá đẹp, rất là nhiều tiềm năng. Và điều đặc biệt ở đây là cụm lên đến mấy chục cái tiện ích trong một khu dân cư luôn. Và có một cái mức giá cực kỳ hợp lý đó chị Thùy Vi. Mức giá tầm khoảng từ khoảng hơn 3 tỷ một căn cho một căn nhà phố xây dựng hoàn thiện bên ngoài và bên trong thôi. Và đặc biệt là mình sẽ được trả theo tiến độ của dự án, Sủng ha, đúng không? Và có ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 70% luôn chị. Đúng rồi, hỗ trợ cho vay đến 70%. Và điều đặc biệt gọi là ân hạn lãi gốc trong một cái thời gian bao nhiêu tháng đó nữa chị. Và cũng được nói thêm với quý vị, anh chị và các bạn, là cái dự án này là một cái dự án hiện tại ở Long An. Trong cái thời điểm hiện tại là cái về rất là siết chặt về cơ chế, cho nên cái dự án này rất là chắc về pháp lý. Mình đã có là sổ hồng, có giấy phép xây dựng đầy đủ hết. Đúng rồi, giấy phép ở đây có 3 giấy phép xây dựng luôn với chị Vi. Thứ nhất là giấy phép xây dựng nhà nè, giấy phép xây dựng cơ sở hạ tầng. Và một cái điều đặc biệt, có một cái giấy phép nữa là giấy phép về xây dựng cấp thoát nước thải đó chị. Coi như rất là chuẩn chỉnh. Và điều đặc biệt ở đây là có khoảng có một cái có là giấy được phép mở bán 300 mấy căn này luôn. Nên khách hàng rất là yên tâm khi mà lựa chọn dự án này. Để có nhiều thông tin hơn nữa thì quý anh chị và khách hàng alo cho Phước Sửu và chị Thùy Vi. Để Phước Sửu và chị Thùy Vi sẽ cung cấp cho quý anh chị nhiều cái thông tin hơn, cập nhật thường xuyên về cái tiến độ của dự án này. Và đặc biệt là có những cái chính sách bán hàng cực kỳ ưu đãi, chiết khấu lên đến 4% luôn. Quá tuyệt vời phong chị Thùy Vi. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau ạ.